Xin chào chị Kim. Xin chào Michael. Năm nay chị Kim Thiên Trương ứng cử và chị có thể giới thiệu bản thân mình cho thính giả được không ạ? Kim là một ứng cử viên cho vùng Cherry Creek trong cái cuộc bầu cử hội đồng thành phố Vinbank vào tháng 10 tới này. Kim cũng từng là một nghị viên của vùng Vinbank vào nhiệm kỳ 2016-2020 và là phó thị trưởng. Trong cái sinh hoạt và cái công việc làm của Kim thì có lẽ là rất là nhiều người Việt biết về Kim, tại vì Kim làm việc cho cộng đồng rất là nhiều. Bởi vì Kim là một người thuyền nhân tới đây với tính cách tị nạn và đã nhận được rất là nhiều cái sự hỗ trợ giúp đỡ của chính phủ Úc cũng như người dân Úc. Cho nên trong 40 năm qua thì và hơn 18 năm làm việc cho các cái hội đồng thành phố, các vùng địa phương khác nhau. Thì cái môi trường chính của Kim mà làm là về lĩnh vực môi trường và vấn đề giáo dục, về vấn đề phòng chống bạo hành gia đình. Chị có thể kể thêm về chính sách của mình trong cuộc bầu cử năm nay được không? Thì cái vấn đề của Kim, tại vì là một cư dân cư ngụ tại đây thì Kim hiểu và Kim biết những cái nhu cầu cũng như là những cái nguyện vọng, cũng như là đã từng là một nghị viên, Kim cũng từng lắng nghe những cái ý kiến của những cái đề nghị của cư dân. Thì vấn đề của Kim sẽ là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp địa phương và làm sao để có thêm công ăn việc làm, rồi giữ cho cái giá thuế thổ trạch càng thấp càng tốt. Vì Vinbank là một cái hội đồng thành phố mà có cái tỷ lệ người cư dân rất là đông, cho nên sẽ tài trợ tốt hơn cho các nhóm sinh hoạt cộng đồng. Khu dân cư thì an toàn với cái hệ thống đèn chiếu sáng cho cái đường phố tốt hơn để mọi người cảm thấy an toàn. Nhiều cái dịch vụ và hỗ trợ cho người cao niên cũng như là phụ nữ và trẻ em. Vì Kim là người tham dự và làm rất là nhiều cái công việc từ từ thiện cho trong cộng đồng. Cho nên với cái lòng từ tâm và cái sự ủng hộ mà mạnh mẽ và cái tầm nhìn về một cộng đồng tốt đẹp và tươi sáng hơn trong cái môi trường sống, thì đó là cái mục đích của Kim trong cái lần bầu cử này. Chị đã ở vùng Brisbane bao lâu rồi và các vấn đề này trong trong Brisbane là chị có gặp thẳng tay không? Kim ở trong cái vùng Brisbane đó thì gần 18 năm rồi. Thì giống như là cái thời xưa thì có những con đường nó không có đèn, nhiều khi người ta đi những người đi làm về trễ, hay là những bác niên đi phố đi đi hoặc là mấy người mà đi về ban đêm á, thì họ cảm thấy là hơi nguy hiểm. Cho nên hồi trước lúc mà làm á, thì Kim cũng có đề nghị gắn cái máy chụp hình á, máy CCTV á, ở những cái khu mà nguy hiểm, thì cái đó thì phải thông qua hội đồng thành phố cũng như là Vicro rồi chính phủ tiểu bang. Còn cái vấn đề đường phố, đèn đường cũng vậy nữa, thì Kim nghĩ đó cũng là một cái an toàn cho cái cư dân trong vùng. Tại vì giống như Kim nói đó, thì cái hội đồng thành phố Vinbank là một cái hội đồng thành phố mà tỷ lệ người di dân rất là cao, và những người cao niên cũng như là phụ nữ và trẻ em cũng rất là nhiều, cho nên sẽ có những cái hỗ trợ nhiều hơn cho người cao niên, phụ nữ và trẻ em theo cái nhu cầu của địa phương. Vậy nếu mà chị được bầu cử thành công năm nay thì chị hy vọng thực hiện được những điều gì cho cộng đồng? Thực sự ra thì ai những cái cư nhân hay là cư dân cũng như là những cái công nhân Úc thì đều hiểu rằng là bất cứ một cái điều gì mà mình muốn thực hiện thì phải có một cái đề nghị, rồi phải thông qua hội đồng địa phương, nếu mà có nhu cầu phải lên chính phủ tiểu bang hoặc là liên bang. Ví dụ như là lúc mà Kim làm nghị viên đó, thì Kim đã đưa ra cái đề nghị là lắp ráp một cái máy mua lại những cái chai hoặc là những cái lon nước ngọt đó Michael, để mà recycle. Thì cái thứ nhất là tạo thêm, thay vì là mọi người sử dụng xong thì bỏ bỏ một cách vô tư ở bất cứ nơi nào hoặc là vào thùng rác, thì nó lại tốn tiền công nhân để mà lựa ra cho tái chế. Bây giờ mình có cái máy đó thì vừa giảm bớt cái lượng rác ra ngoài cái bãi rác, mà những người đó thì lại có thêm một chút lợi tức, và người ta phải nghĩ tới vấn đề là gom lại để mà họ có một số tiền. Thì Kim thấy là
Sau khi cái đề nghị của Kim được đưa lên thì đưa lên cho hội đồng thành phố rồi đưa lên cho chính phủ tiểu bang thì đã được nhiều cái công ty lớn hỗ trợ và bây giờ thì mọi người đều thấy rằng là cái máy đó đã được lắp ráp rất là nhiều nơi trong cái vùng thành phố Green Bay. Thì đó là một trong những cái mà Kim nói là mình đề nghị nhưng mà nó cũng cần thời gian để thực hiện. Và Kim rất là vui là cái sự việc đó nó cũng đã được thực hành. Giống như là cư ngụ ở đây thì Kim biết và ai cũng biết một cách rất là đơn giản là mỗi một năm thì hội đồng thành phố sẽ lấy những cái rác cứng, mình dùng cái chữ gì đó, hazardous waste collection đó, là một lần thôi. Nhưng mà nhiều khi người mình có nhiều hơn hay là sửa nhà hay là có cái đồ dư thì lại không biết bỏ đâu, hoặc là cái đồ xài rồi nhưng mà nó còn tốt thì lại không biết bỏ đâu. Thì Kim cũng có cái đề nghị là drop off những cái vật dụng đó. Mỗi một năm mới đầu là được một lần nhưng mà sau này thì Castle cho hai lần ở mấy cái bãi đậu xe lớn giống như trường đại học St. Albans. Rồi cái mọi người cứ đem những cái đó ra thì hội đồng thành phố sẽ liên lạc với mấy cái cơ quan từ thiện giống như là Salvation Army hay là những cái tổ chức mà họ muốn lấy những cái đồ cũ về họ bán lại để có một cái nguồn lợi tức mà họ giúp đỡ lại cho những người khác đó, rồi cũng như là bỏ cái rác ấy. Thì Kim thấy là trong cái nhiệm kỳ của Kim thì hai việc đó Kim nghĩ là thực tế nhất mà Kim đã làm cho cộng đồng. Thì với cái nhiệm kỳ kế tiếp, nếu mà Kim có cơ hội được thắng cử trở lại thì Kim sẽ thứ nhất lắng nghe những cái nhu cầu của người dân địa phương để biết cái gì, thì lúc đó mình sẽ có những cái đề nghị. Và giống như là về thứ hai nữa là liên lạc hợp tác với lại cảnh sát trong vấn đề an ninh cho địa phương. Thì gần đây thì cũng có nhiều cái ưu tư của mọi người về vấn đề không có được an toàn chung quanh đó, thì đó cũng là những cách để nó làm việc cũng như là những cái chương trình mà hướng dẫn về sự an toàn và những cái nhu cầu thích hợp và thích ứng với cái cư dân trong địa phương. Và cũng làm sao, tại vì sau cái mùa COVID rồi đó thì Michael cũng biết cái vấn đề kinh tế của mình nó cũng bị xuống và nhiều người cũng bị mất việc làm, nó cũng trở thành là một trong những cái khó khăn chung cho tất cả mọi người. Thì làm sao để tạo được những cái công việc làm sao để mà hỗ trợ những cái business, những cái cơ sở làm việc nhỏ để họ có thể có cái điều kiện mà họ nhận thêm người làm vào. Thì Kim nghĩ đó cũng là những trong những cái mà thiết thực và cái nhu cầu của người địa phương. Cảm ơn chị đã tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay. Cảm ơn Michael rất là nhiều. Có một điểm Kim cũng xin thưa lại là trong là một người tị nạn, là một người di dân thì có những cái mà mình cũng cần cái đóng góp. Giống như là cái thời cái vào năm 2020 đó Michael, không biết Michael có cần nhớ không, là có cái nạn cháy rừng ở biên giới Victoria với lại New South Wales. Thì Kim là người thiện nguyện đầu tiên trong cộng đồng di dân nha. Kim quyên và Kim đi lại trực tiếp để mà Kim cho những cái cơ quan, những cái văn phòng chữa cháy cũng như là người dân địa phương. Rồi cái khi mà cái đại dịch COVID á, thì Kim lại đi là thiện nguyện viên ở mấy cái cơ sở mà để cho người ta tới khám. Rồi Kim đi xin những cái mask để Kim gửi hoặc là bỏ vào những cái hộp thơ cho người ta. Và cái thời gian đó Kim cũng nấu đồ ăn, tại vì nhiều khi không có đi chợ được, để đem tới cho những cái bác cao niên mà sống một mình hay là những phụ nữ trẻ, những phụ nữ mà có con nhỏ, đưa cho giống như là thức ăn hay là nếp bi cho các em hay là sữa. Thì cái đó là cái Kim làm vì cộng đồng và vì cái nhu cầu và của cái người thích ứng. Và Kim
Đó là lý do mà tại sao Kim nói là với cái lòng tự tâm và sự ủng hộ mạnh mẽ của và cái tầm nhìn của cộng đồng mình, thì nó sẽ cho Kim một cái cơ hội là một người Việt Nam của mình đóng góp và làm việc chung với cộng đồng và với chính quyền địa phương, cũng như là tiếng nói của cộng đồng mình nó sẽ có cái giá trị khi mình là một cái nghị viên và một cái thành viên trong hội đồng thành phố địa phương. Xin cảm ơn quý vị khán giả của đài SBS ban Việt ngữ đã lắng nghe cái cuộc nói chuyện của Kim.